trước mắt các bạn là một dàn Winner X thế hệ thứ hai. Và rất nhiều anh em cứ nói là Winner X thế hệ thứ ba, thật ra Winner X mới ra có hai thế hệ thôi, là Winner X đời trước và Winner X đời này. Còn con Winner không có chữ X là con Winner ra năm 2016 đó, con đó là con Winner thôi, không có chữ X. Vậy mình báo giá là Winner X thế hệ thứ hai này là giá 44 triệu, cho bản tiêu chuẩn bao giấy tờ Thành phố Hồ Chí Minh. 44 triệu là đã trừ 8 triệu quà tặng rồi đã. Còn nếu chưa biển số thì trừ 4 triệu biển số ra là còn 40 triệu biển số nha. Ở đây có rất là nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, là màu trắng, màu đỏ, màu đường đua, màu đỏ nhám, rồi màu đen, đen sport, là bên kia là màu bạc, rất là nhiều màu anh em có thể lựa chọn. Còn giá cụ thể như thế nào thì anh em xem tại cửa hàng, các cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng của Thế Quân báo giá. Đây, con này là màu bạc pha lẫn chút màu xanh. Con này thì là ABS, con này ABS, con này CBS. Đó, con này là ABS màu đen nhám. Đó, các anh em rất là nhiều nha.